Everyone, please take a look at my screen. What can you see? Các bạn nhìn thấy một phong bì thư đúng không nào? Các bạn nhìn cho cô và hai dấu mũi tên màu đỏ chỉ vào phong bì thư. Chỗ này chúng ta thường ghi gì các bạn? Đúng rồi, thường ghi address. Address. Vậy thì trong video này cô sẽ giúp các bạn biết cách hỏi và nói về địa chỉ của mình như thế nào các bạn nhé. Let's get started. Unit 1. What's your address? Lesson 1. Now please take a look at picture D. This is Mai and this is Trung. Bạn Mai đang muốn hỏi địa chỉ của Trung thì Mai đã dùng câu hỏi gì đấy? What's your address in Hanoi? What's your address in Hanoi? Và bạn Trung đã nói địa chỉ của bạn mình cho bạn Mai nghe là It's 81 Chan Hung Dao Street. Trung cũng rất tò mò, không biết là Mai đang sống ở đâu, vậy thì Trung đã hỏi bạn Mai như thế nào? Where do you live? I live in flat 18 on the second floor of Hanoi Tower. Flat 18 on the second floor of Hanoi Tower chính là địa chỉ của bạn Mai đúng không nào? Vậy, qua hoạt động vừa rồi chúng ta đã biết được cách hỏi địa chỉ của một ai đó. Các bạn muốn hỏi địa chỉ thì có thể dùng câu hỏi giống như bạn Mai. What's your address? Hay là What is your address? What's your address? Hay chúng ta cũng có thể hỏi như bạn Trung hỏi là Where do you live? Where do you live? Để nói về địa chỉ của mình, chúng ta có thể sử dụng từ is hay là I live in flat 18 Chan Hung Dao Street. Vậy, các bạn nhìn thấy chỗ cô gạch chân đây chưa? Flat 18 Chan Hung Dao Street chính là địa chỉ đúng không nào? Vậy sau is ở đây chúng ta cũng sẽ phải điền địa chỉ của mình vào nhé. Mời các bạn ghi cho cô phần này vào trong vở nào. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn tìm hiểu những từ mà các bạn có thể dùng để nói về địa chỉ của mình nhé. Let's go. Look, it's a lane. Lane. This is Xuân Diệu Lane, tên của con ngõ đúng không nào? Bạn nào nhà ở trong ngõ nào? Nhà của cô cũng ở trong ngõ này. Xuân Diệu Lane. Muốn ghi tên của con ngõ đó thì các bạn nhớ ghi trước từ lane các bạn nhé. Ghi vào trong vở giúp cô nhá. Xuân Diệu Lane. It's a road. Road. Các bạn có biết con đường cánh đồng mà chúng mình thường hay đi tập thể dục và đạp xe đạp không? Yes. Chúng mình hay gọi là đường cánh đồng đúng không? Nhưng con đường đó có tên là Hoa Ban Road. Hoa Ban Road. Now look at the picture. What's your address? It's 87 Hoa Ban Road. This is a street. Street. À, street ở đây cũng chỉ tên một con đường hoặc con phố đúng không nào? Vậy chắc hẳn bây giờ các bạn đang rất là hoang mang, không biết là khi nào chúng mình sử dụng road và khi nào chúng mình sử dụng street. Vậy thì các bạn hãy nhìn cho cô vào bức tranh này nè, bức ảnh này nè. Đây chính là sự khác nhau giữa road and street. Các bạn nhìn thấy street là một con phố có đông người sinh sống, trong khi đó road thì rất ít hoặc gần như là không có người sinh sống đúng không nào? Sinh sống hai bên cạnh con đường đó, không phải sống giữa đường đâu các bạn. Road and street are different. Look at the picture and tell me what's your address. Is 75 Chan Hung Hai Ba Chung Street. They are tower. 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 Ở tower, ở các tòa nhà thì có rất nhiều floor. Floor from 1 to 11. Floor. Và ở mỗi floor thì lại có rất nhiều flat. 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 Look at the picture. Tell me what's your address. Is flat 8, second floor, city tower. Second floor. Với số tầng, các bạn nhớ sử dụng cho cô số thứ tự nhé, không phải là 1, 2, 3, 4, 5 mà là first, second, third, fourth, fifth. Ok. Chắc chắn các bạn đã nhận ra địa điểm này rồi đúng không? This is Phú Yên Town, our hometown. Quê hương của chúng ta đây rồi đúng không nào? And we see
town, 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 town. It's a village. Các bạn chú ý âm cuối nhé. Village, village, làng hoặc bản đúng không ạ? Chúng ta có more village, ban village, uống village, tân ban village, mo nghe village, ok? Có rất nhiều bản ở gần quanh khu vực thị trấn Phú Yên đúng không ạ? À, đây là bản đồ hành chính tỉnh Sơn La. Một tỉnh thì bao gồm có rất nhiều district, district. Các bạn chú ý âm cuối nhé. District, huyện hoặc quận đúng không nào? Ở chúng ta ở Sơn La thì thường sử dụng, thường gọi là huyện, tương đương với quận, tương đương với quận ở dưới Hà Nội ấy. Chúng ta thường hay nói là Hoàn Kiếm District hay là Hai Bà Trưng District, Phú Yên District, Phú Yên District. Đây là bản đồ khu vực Tây Bắc. Vậy ở một mỗi khu vực thì có rất nhiều province, province, province. Sơn La province, Bắc Giang province, Lạng Sơn province, Cao Bằng province. Vậy bây giờ các bạn hãy giúp cô điền từ còn thiếu vào chỗ trống nào. Cô đã có 4 từ cho sẵn ở trên này rồi. Chúng ta sẽ điền theo thứ tự từ nhỏ cho tới lớn các bạn nhé. Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời là What is number 16? Phú Yên Town, Phú Yên District, Sơn La Province. Very good. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số từ mà chúng ta có thể dùng để nói về địa chỉ của mình các con nhé. Village, town, tower, tower, town. Hai từ này cẩn thận, không bị nhầm các bạn nhé. Floor, flat, lane, district, district, street, province, road. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Các bạn hãy đưa ra từ đúng nhé. Look, what can you see? It's a road. Bravo, it's a road. Next one. Can you see a road? No, it isn't. It's a province. Can you see a province? No, it's not a province. It's a village. You do very well, everyone. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách nói về địa chỉ nhà các bạn nhé. Các bạn muốn hỏi địa chỉ thì các bạn có thể dùng mẫu câu What's your address? Và để nói về địa chỉ của mình, chúng ta có thể sử dụng từ is. Để hỏi về địa chỉ, các bạn cũng có thể dùng mẫu câu hỏi Where do you live? Where do you live? Và nói về địa chỉ của mình, các bạn có thể nói là I live in, I live on, I live at. Ta da da, địa chỉ của mình đúng không nào? Vậy thì các bạn chắc hẳn đang rất băn khoăn, không biết khi nào sử dụng in, khi nào sử dụng on và khi nào sử dụng at. Vậy mời các bạn nhìn cho cô vào sơ đồ dưới đây. Cô có sơ đồ biểu thị cách sử dụng at, on và in. Vậy các bạn thấy cụ thể nhất để nói rõ nhất về số nhà, số căn hộ của mình, chúng mình sẽ sử dụng I live at, đúng nào? Vậy các bạn chỉ muốn nói số tầng thôi, không muốn nói cụ thể tới số nhà, số căn hộ của mình, thì chúng mình có thể sử dụng I live on, I live on. Hay các bạn không muốn nói rõ ra như vậy, các bạn chỉ muốn nói chung chung là ở tòa nhà nào, thị trấn, phố, huyện, tỉnh, đất nước nào thôi, thế thì các bạn chỉ cần nói là I live in, I live in. Vậy dựa vào sơ đồ ở trên, các bạn hãy điền cho cô giới từ at, on hay in sao cho phù hợp vào chỗ trống nhé, vào ô vuông màu xanh này các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây là địa chỉ của bạn ấy là number 16, Phú Yên Town, Phú Yên District,
Sơn La Province. Vậy ở đây bạn ấy chỉ rõ ra số nhà đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng giới từ gì? Yes, at. I live at number 16, Phú Yên Town, Phú Yên District, Sơn La Province. À, cũng tương tự câu này, nhưng bạn ấy không muốn nói rõ về số nhà của các bạn của bạn ấy nữa, mà bạn chỉ muốn nói là Phú Yên Town, Phú Yên District, Sơn La Province. Vậy thì bạn ấy phải sử dụng giới từ gì đây các bạn? On, in, hay là at? In, very good. Vậy là vừa rồi cô đã giúp các bạn ôn lại cách hỏi và nói về địa chỉ rồi đúng nào? Bây giờ các bạn hãy làm cho cô link bài tập ở phía dưới nhé. Goodbye.